Ở 2 ngày 1 đêm, HIEUTHUHAI nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả nhờ vào vẻ ngoài điển trai và lời nói chuyện duyên dáng. Xuất thân là một rapper với nhiều bạn rap thả thính, HIEUTHUHAI tận dụng luôn năng khiếu này để làm thân với các nàng hậu khi họ trở thành khách mời trong chương trình. Hãy cùng chúng tôi điểm qua các màn tung chiêu thả thính toàn hoa hậu của HIEUTHUHAI ở 2 ngày 1 đêm nhé. Số 1, Tiểu Vy là khách mời nữ đầu tiên của chương trình. Hoa hậu Tiểu Vy được các thành viên hết mực quan tâm, đặc biệt là HIEUTHUHAI. Nam rapper được các anh đẩy thuyền với nàng hậu, còn chơi hẳn trò chơi làm câu vần để thả thính với Tiểu Vy. Anh tiết lộ bộ phận để ý nhất khi nhìn thấy một cô gái là đôi môi, còn khen ngợi Tiểu Vy có bờ môi gợi cảm. Người đẹp cũng dành lời khen cho chiếc mũi cao của HIEUTHUHAI. Khi được dùng một từ để nhận xét về Tiểu Vy, HIEUTHUHAI cho biết anh sẽ dùng chữ trời vì lý do Tiểu Vy là cả bầu trời của em. Số 2, H'Hen Niê. Lần đầu gặp mặt HIEUTHUHAI ngoài đời, H'Hen Niê đã gọi hoàng tử làng rap là anh. Khi biết nàng rapper thua mình đến 7 tuổi, nàng hậu đã có biểu cảm thảng thốt khiến cư dân mạng cười ngất. Người đẹp ngượng ngùng chia sẻ: "Em xin lỗi ạ, do em hiếu đẹp trai quá." Màn tương tác đáng yêu này được khán giả chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Dù không trực tiếp thả thính H'Hen Niê, nhưng mê lực của HIEUTHUHAI đã khiến đàn chị hơn 7 tuổi cũng phải gọi là anh. H'Hen Niê sau chương trình còn khoe ảnh chụp cùng nam rapper điển trai. Số 3, Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Ngay cả Thùy Tiên cũng không thoát khỏi những lời thả thính đường mật của HIEUTHUHAI. Trong bữa ăn của cả đội, Thùy Tiên đã dành nhiều lời khen cho nam rapper: "Chị thấy em rap hay lắm á." HIEUTHUHAI cũng đáp lại bằng lời nói ngọt ngào: "Em cảm ơn chị nha, em thấy chị cũng đẹp lắm á." Đáng chú ý, khi HIEUTHUHAI mời Thùy Tiên ăn thêm cơm, cô đã bất giác dạ theo thói quen khiến nam rapper bất ngờ. Sau khi nghe nàng hậu hỏi lại: "Ủa chứ em không thích chị dạ với em hả?", HIEUTHUHAI thú nhận rằng mình cũng thích. Mà đối đáp của bộ đôi Viral khiến Trương Giang và Rifan được phá cẩu lương nô nê. Chưa dừng lại tại đó, HIEUTHUHAI còn mạnh dạn thả thính Thùy Tiên cực mượt: "Ở một bờ biển đẹp như thế này, anh vẫn không muốn bơi vì anh muốn chìm đắm trong ánh mắt em." Số 4, Mai Phương Thúy. Trong clip hậu trường, phân cảnh tình cảm giữa HIEUTHUHAI và Mai Phương Thúy được nhiều người hâm mộ chia sẻ trên mạng xã hội bởi màn thả thính quá ngọt ngào của em út. Dù chỉ diễn xuất, chiêu bài của HIEUTHUHAI vẫn khiến Mai Phương Thúy thẹn thùng đỏ mặt. Theo đó, trong giờ nghỉ giải lao, HIEUTHUHAI đã thực hiện thử thách diễn xuất theo yêu cầu của Trương Giang, vào vai một kẻ si tình nói lời tỏ tình với một cô gái đã yêu đơn phương 3 năm. Người vào vai nữ chính không ai khác là Mai Phương Thúy. Giang ca còn yêu cầu HIEUTHUHAI phải nhìn thẳng vào mắt đối phương và bày tỏ bằng tất cả cảm xúc của mình. HIEUTHUHAI đã mở đầu cuộc trò chuyện bằng câu thả thính không thể ngọt hơn: "Nãy giờ anh nhìn lên trời để tìm một vì sao, nhưng anh nghĩ không có vì sao nào ngoại trừ vì sao ngồi bên cạnh anh." Sau đó, nam rapper còn mạnh dạn tỏ tình: anh thích em từ lâu rồi, 3 năm qua rồi đó. Để tìm lý do không thích em còn khó hơn tìm lý do thích em đẹp, em nói chuyện có duyên, em lúc nào cũng tương tác với tất cả mọi người. Chúng ta như một mảnh ghép đang chặt vào nhau, anh nghĩ là sẽ rất tiếc nếu chúng ta không đến được với nhau." Thế nhưng ngay sau đó, Mai Phương Thúy đáp lại bằng lời từ chối phũ phàng: "Anh chỉ là một đứa con nít." Chưa chịu bỏ cuộc, HIEUTHUHAI vẫn tiếp tục bày tỏ nỗi lòng: "Thế sao em kêu anh là anh? Em đang ngại hả? Anh thấy mặt em đỏ rồi đó, đừng chối bỏ tình cảm của mình nữa. Hôm nay có 3 vị thần chứng giám, anh nghĩ nếu anh không làm điều này sẽ hối hận cả đời. Anh có thể hôn em một cái được không?" Và cuối cùng, khi 2 ngày 1 đêm mùa đầu tiên kết thúc, HIEUTHUHAI được khán giả phong ngay cho danh hiệu Thánh Thả Thính. Bạn nghĩ sao về các màn tung thính này của HIEUTHUHAI? Hãy cho chúng tôi cùng biết nhé.